tỷ lệ người mắc đái tháo đường ở Việt Nam đã tăng nhanh sau 10 năm từ 5,7% lên 7,3% trên tổng dân số. Mức độ gia tăng này vượt ra khỏi dự đoán của các tổ chức y tế. Thông thường những cái bệnh nhân mà có triệu chứng rồi thì thường bệnh đã diễn biến từ rất là lâu. Theo như các cái thống kê thì người ta nhận thấy là cái bệnh nhân mà tiểu đường được phát hiện ra trong cái thời gian mà được phát hiện thì đã chậm hơn so với thời gian khởi phát từ 5 đến 7 năm. Đái tháo đường thì chúng ta biết là bệnh gây ra biến chứng mạn tính, gây ra tổn thương rất nhiều các cái cơ quan đích bị tổn thương. Chính vì vậy nên là chúng ta cần phải tầm soát sớm. Những cái người mà có yếu tố nguy cơ mắc bệnh, ví dụ như là những cái người trẻ bị tăng huyết áp hay là bị béo phì, những cái trẻ em ngày nay thì phát hiện ra đái đường rất là nhiều ở những cái đối tượng bệnh nhân có thừa cân béo phì, những người mà có tiền sử gia đình đã có mắc bệnh đái tháo đường. Ví dụ như nếu chỉ có một trong trường hợp bố hoặc mẹ mắc bệnh đái tháo đường thì tỷ lệ con bị đái tháo đường cỡ khoảng 25%. Nhưng nếu mà cái đứa trẻ đó có cả bố cả mẹ cùng mắc đái tháo đường thì cái tỷ lệ mà con có thể mắc đái tháo đường đã lên đến 50%. Như vậy thì những cái người mà có yếu tố gia đình như thế thì cũng phải cần tầm soát. Hiện đái tháo đường là một trong những bệnh nội tiết phổ biến nhất trên thế giới và được dự báo sẽ như một đại dịch của thế kỷ 21. Ước tính trên thế giới có 463 triệu người trưởng thành trong độ tuổi từ 20 đến 79 đang chung sống với bệnh đái tháo đường. Dự báo tới năm 2045, cứ 10 người thì có một người bị bệnh này.